điều phục tất cả trời rồng dạ xoa càn thát bà a tu la ca lâu la khẩn na la ma hầu la già mà phát tâm không sợ hãi lìa bậc nhị thừa vào pháp thâm sâu mà phát tâm không sợ hãi trong bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp tu hành bồ tát hạnh tâm không nhà mỏi mà phát tâm không sợ hãi đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ vô thượng tâm không sợ hãi của như lai phật tử Đại Bồ Tát phát mười thứ tâm không nghi hoặc đối với tất cả Phật Pháp tâm không nghi hoặc. Những gì là mười, đó là Đại Bồ Tát phát tâm như vậy. Tôi sẽ dùng bố thí nhiếp thọ tất cả chúng sinh, dùng giới nhẫn tinh tấn thiền định trí huệ từ bi hỷ xả nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý, đó là phát tâm không nghi thứ nhất. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, vị Lai chư Phật xuất hiện ra đời, tôi sẽ thừa sự cúng dường tất cả. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ hai. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ dùng đủ thứ lưới quang minh kỳ diệu trang nghiêm khắp cùng tất cả thế giới. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý, đó là phát tâm không nghi thứ ba. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ tu Bồ Tát hạnh hết kiếp thủa vị lai, vô số vô lượng vô biên vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết vượt qua các toán số rốt giáo pháp giới hư không giới tất cả chúng sinh tôi sẽ dùng pháp vô thượng để giáo hóa điều phục khiến cho họ thành thục khi phát tâm này thì quyết định không nghi nếu sinh tâm nghi thì không có lý đó là phát tâm không nghi thứ tư Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ tu Bồ Tát hạnh, viên mãn đại thệ nguyện, đủ nhất thiết trí an trụ ở trong đó. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý, đó là phát tâm không nghi thứ năm. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ khắp vì tất cả thế gian hành Bồ Tát hạnh, vì tất cả pháp thanh tịnh quang minh, chiếu sáng hết thảy tất cả Phật pháp khi phát tâm này thì quyết định không nghi nếu sinh tâm nghi thì không có lý đó là phát tâm không nghi thứ sáu đại bồ tát lại nghĩ như vậy tôi sẽ biết tất cả pháp đều là phật pháp vì tâm chúng sinh vì họ mà diễn nói đều khiến cho họ khai ngộ khi phát tâm này thì quyết định không nghi nếu sinh tâm nghi thì không có lý đó là phát tâm không nghi thứ bảy